Toto tuần trước chúng tôi xin giới thiệu các bạn một logo đặt trên bàn có cái mã hiệu là L4715. Cái labo này thì có kích thước là chiều khoảng cách từ tường ra là 380, chiều ngang là 500, chiều cao là 137. Tôi sẽ tiến hành mở cái sản phẩm này ra để chúng ta xem ha. Cái mã này hồi xưa thì nó có cái mã là tôi nhớ là mã LVK4715. Thì cái mã này bây giờ nó có cái thay đổi và nó chuyển về sản xuất ở Việt Nam các bạn. Cái mã này labo này lúc trước hàng nhập khẩu. Tôi sẽ tiến hành là xem là đây, đầu tiên là cái phiếu bảo hành của Toto thì bất cứ sản phẩm nào cũng có. Có mã hiệu là L4715 thăng XVK. XVK đây thể hiện cái màu sắc của labo này là màu trắng. Quý khách được bảo hành 2 năm và lưu ý giữ cái phiếu bảo hành này để có vấn đề gì xảy ra sự cố hoặc là bị lỗi nhà sản xuất thì sẽ được bảo hành. Trên tay tôi đây là cái hướng dẫn lắp đặt và cái bảng vẽ để cắt cái labo nha bạn. Ta lưu ý cái bảng vẽ cắt cái labo. Tiếp theo là một số tờ giấy hướng dẫn. Đây tôi nói là lúc trước nó có cái là mã LVK. Đây là L4715. Đây là cái hộp phụ kiện. Tôi sẽ tiến hành mở cái hộp phụ kiện này để chúng ta nghe cái hộp phụ kiện này thì nó có cái gì không? Giờ tôi sẽ nhớ rồi. Cái labo này thì có nút chặn bằng sứ nha bạn. Này là một cái dòng khá đặc biệt của Toto. Nút chặn bằng sứ. Nó lắp có nghĩa là chúng ta đã có bộ chặn nước rồi. Thì chúng ta sẽ mua, không phải mua cái bộ chặn nước, nhưng thường thông thường hiện tại thì các là mẫu vòi của Toto thì hiện tại đều có chặn nước hết. Đây nó vẫn chặn nước bằng xà bằng ti nha bạn. Chặn nước tây ti. Đây là cái mẫu duy nhất, hiện tại cái dòng này duy nhất là có nút chặn bằng sứ. Chúng tôi sẽ giới thiệu lại cho bạn một cái clip mà chúng tôi đã lắp đặt trong showroom để xem chi tiết hơn. Cái clip này chúng tôi muốn chi tiết là cái phần đập hồ cho bạn xem ha. Thì phía dưới của labo thì nó không được tráng men đó, nó là màu phần sứ thôi, không có men. Ở đây thì nó có cái nước sản xuất là Việt Nam này, Toto Việt Nam, và có đóng dấu OK, đây là đã được kiểm tra KCS rất là kỹ lưỡng rồi. Phần trên labo chúng ta sẽ quan sát phần trên labo. Thì cái labo này đặc điểm của nó có cái viền rất là mỏng này, và cái labo này nó hơi có độ phát vào trong, nó hơi lại lại trong chứ không vuông góc xuống. Đây là cái lỗ thoát tràn cho labo, còn cái này là vị trí chặn nước thì nó gắn cái bộ xạ này vô đây. Cái labo này thì chưa có cái vị trí lắp vòi lên chậu, chúng ta phải mua những cái vòi cổ vừa mới lắp được ha. Và đây là vị trí quên, đây là cái chỗ in logo của Toto. Cái này đặt phía trước nha bạn, lưu ý nha. Còn cái lỗ chặn nước này nó sẽ che khuất, có lỗ thoát tràn nhưng mà chúng ta sẽ che khuất, chúng ta không nhìn thấy. Thì labo này trên đây nó cũng có ghi mã này L4715 này. Men chống bấm bẩn Toto Sivantech ha. Men chống bấm bẩn. Đây là những dòng labo rất là cao cấp. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng video clip, hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá khuyến mại như đặt hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn, xin